Xin chào tất cả các bạn, ở đây mình xin hướng dẫn các bạn xếp những hạt nộm. Xếp lại nha. Sau đây mình xin đổi góc cho các bạn dễ thêm một đoạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video mình xin tới đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.